Ngôi học, thư viện học, cà phê học. Nhưng bạn đã từng làm học bao giờ chưa? Hi, mình, một sinh viên năm cuối, đang bước vào giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp. Chính vì vậy, cả ngày của mình chỉ gắn liền với chiếc laptop để tìm tòi và nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành. Sau cả ngày mệt mỏi, mình luôn tự hỏi rằng liệu cách nào để mình có thể vừa nằm vừa học được không? Tuy nhiên, sau khi biết đến ứng dụng eJoy, mình đã có thể vừa nghỉ ngơi, vừa đọc và tra cứu tài liệu PDF nhanh ngay trên chiếc điện thoại của mình. Đầu tiên, hãy mở app eJoy trên điện thoại của bạn, click vào mục Material, sau đó ấn vào phần đọc và ấn vào biểu tượng cuốn sách, tải tài liệu mà bạn muốn dịch từ thiết bị của bạn lên. Mình đang đọc tài liệu về Human Resource nhưng lại gặp từ Purple Score và không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tất cả những gì mình cần làm là bôi đen từ gần tra. Với tính năng AI Explain, ứng dụng sẽ giải nghĩa cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt khi bạn ấn vào biểu tượng Translate. Ở đây, Purple Score ý chỉ những ứng viên có kỹ năng và trình độ hiếm có. Nếu bạn vẫn phân vân với nội dung bài đọc, chỉ cần bôi đen đoạn văn bản cần tra, sau đó click vào phần AI Explain, ứng dụng cũng sẽ cho bạn một bản dịch sát nghĩa nhất bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Vậy là chỉ với 3 bước dễ thao tác, mình có thể đọc và tra tài liệu PDF tiện lợi ở bất cứ nơi đâu. Tra tài liệu không khó, tải eJoy ngay hôm nay.